Mình muốn ra ngoài chơi với các bạn, nhưng mẹ bắt mình phải học bài xong thì mới được ra ngoài. Đúng rồi, việc học phải ưu tiên trước. Bạn đừng nghĩ đến chuyện nhờ mình giúp đỡ. Việc học thì bạn phải tự giác, mình giúp bạn là hại bạn đó. Hình như mẹ không thương mình nữa rồi. Từ sáng tới giờ, bắt mình làm quá trời quá đất luôn. Còn bắt mình làm mấy cái việc mình ghét, không cho mình làm cái này cái kia nữa. Chưa cô thấy hôm nay Kem nó làm việc nhà giỏi không? Mấy bữa nữa mẹ đi công tác xa, con nhớ bảo vệ và giúp đỡ Kem nha. Dạ. Nhưng mà con phải để Kem tự làm việc nhà và những việc cá nhân như là tự giác học hành nè. Sắp tới mẹ sẽ đi công tác nhiều, Kem cần phải tự lập. Mẹ cũng lo chuyện ăn uống của Kem lắm. Biết là Kem thích ăn thịt, nhưng mà không ăn rau thì không có khỏe. Không biết Kem nó có buồn mẹ không nữa. Không phải mẹ hết thương mình, mà do mình ích kỷ. Khi nào cũng muốn mẹ ở bên cạnh làm thay mình hết. Còn mẹ thì lúc nào cũng nghĩ cho mình. Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm đi công tác nha. Con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.